Khán giả hôm nay Hưng Yên lại có dịp trở lại xuống phố Bella. Chúng tôi có dịp một lần nữa đến với uh, Direct Furniture trên đường Bella do anh Lã Nguyễn điều hành. Thật ở nơi đây lúc nào tôi đến thì cũng phải nói rằng là rất là đẹp và đầy những sinh khí uh, trong một cái business thành công của uh, người Việt chúng ta mà anh Lã Nguyễn thường tự hào là Direct là đứa con của người cộng đồng người Việt tại thành phố Houston, Texas. Thì chúng tôi có anh Lã Nguyễn bên cạnh Trước hết xin chào anh ạ. À. Xin chào Hưng Yên kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi ngồi đây thì chúng tôi được biết tất cả các chùa chiền cũng như một số gia đình đã đón chào lễ Vu Lan à, gọi là người Việt chúng ta gọi là Vu Lan Bố hiếu và nếu mà nó nước Mỹ thì chúng ta sắp tới Labor Day đầu tháng 9 à, trong không khí lễ hội và có nhiều ý nghĩa như vậy thì à, chúng tôi à, muốn đến hỏi thăm anh Lã nguyễn là không khí à, kinh doanh làm ăn đồng hương chúng ta đến như thế nào thưa anh à, thưa hưng yên và thưa quý vị thì cái cái lễ lấy bờ đê đó hương yên là sau cái một cái mùa hè người ta nghỉ ngơi à, đi du lịch rồi thăm gia đình rồi à, đại khái là không có mua sắm gì nhiều trong cái mùa hè nhưng mà vô đầu tháng 9 đó, thì theo thông lệ của người bản xứ đó thì người ta có một cái cuộc đại hạ giá cho cái lễ Labor Day mà nó trùng hợp là trong cái dịp lễ Vu Lan luôn đó cho nên công ty Đài Rắc của mình à, làm một cái chương trình giống như là back to school vậy đó là không có thuế. Thì công ty Direct sẽ trả thuế cho quý quý khách hàng à, mua hàng trả góp không có tiền lời 48 tháng, không có down payment mà cũng không có không có không có mất tiền thuế tại vì công ty Direct sẽ trả tiền thuế đó cho quý khách hàng của mình. Và và thêm nữa đó Hưng Yên thì mình tặng cái xích đu, đó. cái xích đu cái xích đu mà có thể để trong nhà hoặc để ngoài trời mà lý do mà mình tặng là tại vì trong những tháng vừa hè vừa rồi đó thì công ty Direct của mình có mang về thử khoảng 300 cái và khách hàng mua gần như là hết cho nên mới đem về thêm nữa tại vì thích, thấy khách hàng thích cái đó thì một cái chừng 3 tới 400 đồng tùy theo cái size của nó nhưng mà lần này thì công ty Direct tặng luôn Dạ vâng không? Nhưng mà để hỏi anh Lã một chút là mua cái gì mới được chứ hay là mua cái gì cũng được Thì phần phần lớn những cái món hàng trong tiệm ví dụ như bộ sofa rồi bộ nệm Tempur-Pedic hoặc là bộ nệm Kim Đan hoặc là bộ bàn đá đại khái là những cái món hàng có giá trị có khoảng bao nhiêu là mua 500 có được tặng không hay là phải mua bao nhiêu? Ngàn <laughs> trở lên hơn nhiều. Dạ, khoảng Kính thưa quý vị, 2 ngàn thì dễ lắm quý vị. Quý vị mua một tấm nệm mà đẹp đẹp chút là phải nói tới là 2.000 rồi. À, nhân tiện nói tới tấm nệm thì chúng tôi được biết đây là một cái địa điểm mà bao nhiêu năm qua anh Lãng Nguyễn đã đạt được một cái doanh thu về Temple rất là cao và đồng hương chúng ta cứ cần mua nệm Temple Pedic, mua nệm những loại khác là đến với Direct. À, xin chia sẻ với anh là cái tâm huyết cái tâm của anh dành cho nệm các loại nói chung với là Temple Pedic nói riêng là tại sao anh phải tâm niệm vào nệm giữ dạy anh thì Hưng Yên biết rồi cái cái nghề furniture của lãng đó là từ năm 1992 tức là khoảng 25 26 năm rồi đi lúc đầu thì bán cho người ta khoảng 14 15 năm rồi sau đó mở công ty direct này còn khoảng 14 15 năm nữa thì cái mà lãng thấy nó quan trọng với với đời sống con người của mình đó, ngoài cái miếng ăn ra thì là giấc ngủ mà muốn có giấc ngủ ngon á, thì đầu tiên hết là tâm thần của mình phải 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 an phải an đúng không thì mình mới có giấc ngủ ngon được nếu mà mình nằm lên một tấm niệm tốt hay là không tốt không chưa chưa nói tới mà tâm thần của mình không an đó thì không thể nào mình ngủ ngon được thì sau cái cái chuyện tâm thần của mình ổn định rồi đó thì mình cần một cái mà cho cái lưng của mình nghỉ ngơi được thì cái lưng của mình nghỉ ngơi khi nằm xuống cả ngày đứng đi khiêng vác ngồi làm đủ trò hết thì cuối cùng 8 tiếng của một ngày là một phần ba cuộc đời mình là mình phải được nghỉ ngơi mà muốn nghỉ ngơi là phải có tâm nệm tốt tốt là như thế nào tốt là nó phải phù hợp với cơ thể của mình không có nghĩa cứng là tốt không có nghĩa mềm là tốt mà nó phải tùy theo cái 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 lưng của mỗi người tùy theo cái sở thích của mỗi người tùy theo cái thói quen của mỗi người thì lãng thấy những cái đó nó quan trọng lắm cho nên lãng nghiên cứu về nệm rất là nhiều Cảm ơn anh Lãng à, Chúng tôi à, làm việc với anh Lãng cũng cả hàng chục năm qua à, Chúng tôi à, hiểu được anh à, Dạ vâng 14, 15 năm rồi kính thưa quý vị thì chúng tôi hiểu được cái cái phong cách kinh doanh và đặc biệt anh chú trọng vào những tấm nệm mà cá nhân Hưng Yên nó chia sẻ với quý vị là Hưng Yên cũng được anh giới thiệu một tấm nệm à, phải nói là tấm nệm tạm gọi là kim đan của Hoa Kỳ mà anh order riêng cho công ty Direct à, cá nhân chúng tôi thật sự chia sẻ là cả gia đình cũng rất thích tấm nệm đó nằm nó nó rất là sướng thì chúng tôi muốn anh lãng chia sẻ thêm một vài thông tin về cái tấm nệm mà hưng yên đã được mua anh lãng order giúp cái tấm nệm đó rất là tuyệt anh lãng thì hưng yên biết cái tâm niệm của mình là về nệm đó cho nên là khi mà 5 năm về trước đó lãng có làm việc với một hãng sản xuất nệm của mỹ hãng này đã ra đời là gần 100 năm nay rồi thì lãng mang cái mẫu nệm kim đan của việt nam tới đó lãng nói là bây giờ tôi muốn không phải là nhái nhưng mà muốn làm sao mà cho được một tấm nệm mà nó có cảm giác y chang như là tấm nệm, tấm nệm mẫu mà tôi mang tới đây. Thì người ta, nghề của người ta mà người ta giỏi lắm. Thì người ta nghiên cứu qua nhiều vật liệu khác nhau. Và cuối cùng người ta quyết định chọn được một cái vật liệu để làm ra tấm nệm này. Thì sau đó đó thì lãng để uh, yêu cầu người ta là để cái tên của mình lên trên đó luôn. Wow. Thì có theo cái tên lãng nguyễn trên yeah. đó. Thì năm nay là năm 2018. Thì quý vị mua nệm năm 2018 thì sẽ có chữ uh, Special Edition. Uh, Kim Đan bay Lãng Nguyễn à, Đây Hưng Yên thấy rồi Bây giờ như hồi nãy anh Lãng giới thiệu là Kim Đan 2008 2018 Special Edition by Lã Nguyễn à, Kính thưa quý vị đúng thật Đầu tiên hết đó là họ là công ty lớn rất là lớn Thứ nhì nữa là mình đảm bảo được cái số lượng cần cung cấp cho thị trường Là một năm mình phải bán vài trăm tấm nệm này Thì mình mới được cái 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 danh hiệu mà và cũng là được người ta honor cái, cái chữ tính cho mình Dựa theo cái số lượng mình bán như thế nào theo hợp đồng Thì cái nệm này hãng Noah Manufacture tại thành phố Houston Đã có mặt tại thành phố Houston nhiều chục năm rồi Gần cả trăm năm rồi người ta sản xuất riêng cái này cho công ty Direct mình và người ta dám bỏ tên của mình lên trên này để những cái cử hiệu khác không có không có copy mình được tức, là ví dụ như muốn làm một cái tên nệm kim đan chẳng hạn theo cái cảm giác đó nhưng chắc chắn là không giống như cái này được và chắc chắn là không có tên lãng nguyễn được được cái luật của Texas người ta chỉ cho mình bảo đảm tấm nệm 10 năm thôi nhưng mà lãng hỏi cái nhà sản xuất ngay nhà sản xuất là lắng nói cái vật liệu này này thì người ta dùng người khách hàng mà tiêu dùng tấm nệm này đó, xài tấm nệm này đó, thì khoảng bao lâu thì nó sẽ bị sẹp người ta nói là gần như là không bị sẹp được. không thể nào mà nó bị sẹp được tại vì cái cái công nghệ của cái vật liệu này đó là đưa vô máy test 500 pound density đè xuống mà không xẹp được nữa thì người của mình đó là chỉ có khoảng bình quân từ một trăm rưỡi tới hai trăm pound mà hai trăm pound của mình trải dài ra trong tám sáu feet năm feet thì thật sự chỉ có khoảng ba mươi pound cho một cho một cái một cái square feet thôi thì cái sức nặng của mình nó hưng yên 10 người mình chắc lên mà nằm nó cũng không sẹp nữa cũng gì là một người hoặc là hai người chồng lên dạ, à, vâng. À, vâng. <laughs> à, kính thưa quý vị cái này yên nó thật đó là lâu lắm rồi hương yên cũng nằm khá lâu mà hương yên khá hình nhưng không có dấu vết của sự lún hay là một cái chút gì cái đó là sự thật đó quý vị à, quý vị thử nhé còn bây giờ thì chúng tôi nhờ anh lãng nguyễn chia sẻ một chút vì chúng tôi được biết thông tin đó là temper đã ra một cái model mới có gì đặc biệt hơn không ạ Um, thương yên thì cái model mới này á, tên gọi của nó là pro adapt pro là giống như siêu rồi đúng không? adapt là thích hợp thích cho nên uh, người ta ra cái tên pro adapt này người ta có ba model khác nhau cái cứng cái vừa và cái mềm tùy theo sở thích của, của từng người cái hay của tấm nệm này đó là cái cover tức là cái tấm phủ ở ngoài của tấm nệm á, mình có thể tháo ra giặt được thì nó gọi là cool material tức là hưng yên động tay vô là gọi là cool to the touch tức là động vô là thấy lạnh liền uh -huh. ha thì cái đó là cái hay của nó mà cái hay hơn đó là giá thành của nó chỉ bằng nửa so với những tấm nệm mát trước đây vâng kính thưa quý vị thì anh lãng đã dẫn chúng tôi đến ngay tấm nệm Temper Pedic, một cái model mới mà chúng tôi nhớ là anh lãng có chia sẻ rằng là chạm vào rất là mát thì chúng tôi thử xem À, vâng thực sự kính thưa quý vị cái này mà nhà mà nếu mà máy lạnh mà có có lỡ mà bị hư á, thì nằm nó vẫn cứ mát ừ. ngang lãng nó nó, nó rất là mát nó không phải là mắc lạnh đâu mà nó mát rất là dễ chịu cái này thì cái này là có thể tháo ra giặt nó ừ. phải không anh đó. thì cái này mát này hương yên này thấy không dạ, vâng. cái này là cái mà mình làm cho mình có cái cảm giác mà mát cái vật liệu Nh gì như hồi nãy anh có nói là sao mà nó mát được nó người ta những bỏ những cái, cái, đó cái đó cool đó channel thôi. trong trong cái người ta đường chỉ người ta thấy hương yên thấy những đường chỉ may này này nó ngăn cái tấm niệm ra và trong cái trong cái đường chỉ này là người ta gọi là cool channel mình không biết dịch ra tiếng việt như thế nào nhưng mà nó là một vật liệu mát được xỏ vô trong những cái này cho nên là mình đụng vô là mình thấy nó mát liền mình nhưng nằm mà, mình đắp nhưng mà, mình nhưng mà hưng yên thắc mắc đó là giặt rồi nó còn mát không <laughs> giặt giặt rồi vẫn còn mát nếu mà mình làm đúng tức là, đúng là hưng yên khi mà hưng yên giặt xong rồi đó thì hưng yên sấy uh, sấy bằng uh, gọi là gọi là khu cool, gọi là air dry only tức là sấy bằng hơi hơi mát thôi chứ không có dùng heat cái model này nó giá tiền của nó là 3 ngàn rưỡi thì bây giờ hưng yên có đi bất cứ tiệm nào trên nước mỹ này hưng yên mua nó vẫn là 3 ngàn rưỡi hoặc là hưng yên vô online của Tempur-Pedic, hưng yên order vẫn là 3 ngàn rưỡi mà mua trên amazon nó cũng 3 ngàn rưỡi tại đây cũng 3 ngàn rưỡi cũng như vậy mà mình nhưng mình cho thêm đó, dạ, mình vâng. cho thêm cái xích đu này ha, mình tặng thêm cái xích đu này, mình không tặng thuế hai cái gối, mình tặng thêm cái cover rồi mình không lấy thuế nữa. Dạ. Tức là mình trả thuế cho khách hàng, rồi trả góp 4 năm nữa thì thật thật sự hương yên thấy không? có 50 đồng là có một tấm nệm thêm định loại mát mới nhất bây giờ dạ. vô nhà của mình rồi. Dạ. Dạ. Như vậy là uh, sale trên sale trên hạ giá nữa nhưng mà thực sự thì chúng tôi cũng có thắc mắc là về cái cốc cạnh của người tiêu dùng đó xin hỏi thẳng anh lãng là tại sao trước kia temper pedic lại mắc như vậy nhưng bây giờ lại giảm xuống như vậy một nửa hoặc là hai phần ba giá thì làm sao mà nó giảm cái điều gì đi để mà cái lãi suất nó giảm đi rồi cái chất lượng nó như thế nào không để mà nó đảm bảo được chất lượng mà giá cả nó nó lại tốt như vậy thì thưa hương yên cái mẫu này đó không phải nó không cùng một cái chất lượng với lại cái mẫu trước được cái là nó mát nhưng mà nó vẫn là cái entry level của một tấm nệm tức là entry level tức là cái giá bắt đầu thôi còn những tấm nệm nguyên thủy của temper mà gọi là pre model thì giá thành vẫn giữ nguyên chứ không có hạ giá nhưng mà riêng cái tấm nệm này người ta làm cái cover tức là một lớp ngòi khoảng một phần tư của inch uh, vật liệu mát nhưng mà ở trong cái tấm nệm á, cái vật cái, cái vật liệu mà làm ra cái nguyên liệu mà làm ra tấm nệm này á, vẫn là không phải là cái khu cool material chỉ là mát mát ở ngoài thôi đó, nằm lên thấy mát mà giá tiền thì rẻ hơn cho những người thích nằm mát mà không xài nhiều tiền nhưng mà người ta muốn cái original pre model của Tempur thì giá vẫn như cũ chứ không có không có hạ xuống. Dạ Nói thật tình đó là Hưng Yên cũng thích nệm Tempur Beric, đặc biệt cái gối là nó đã nằm gối tôi vừa mới rất là thích à, nhưng mà dạo này không biết có có được tặng gối nữa không có thì công ty Direct của mình đó, nói về tặng là bao la được. ngoài cái chuyện mà công ty Direct mình thay mặt khách hàng mà tặng cho hội đoàn rồi tặng cho cộng đồng rồi chùa rồi nhà thờ rồi những viện mồ côi hoặc là gì đó thì công ty Direct đó đã làm cái chuyện đó là làm thường xuyên rồi trong vòng 15 năm vừa rồi. Cái đó không có ai mà chối cãi được hết. Nhưng mà ngoài cái chuyện đó ra trong cái chuyện buôn bán của công ty Direct thì lúc nào công ty Direct của mình cũng tìm cái để tặng chứ không phải là trốn tánh tặng mà ví dụ như Hưng Yên mua một cái nệm chẳng hạn thì ngoài cái chuyện là trả góp không tiền lời rồi chuyện mà hiện tại là là trả thuế cho khách hàng rồi cho thời gian tới 48 tháng tặng thêm xích đu rồi còn tặng thêm hai cái gối à, để nằm rồi rồi giảm thuế rồi tặng thêm cái tấm bao phủ cái bao cover để cho tấm nệm nó khỏi bị ướt chẳng hạn thì tất cả những cái đó là những cái những cái value những cái giá trị mà công ty direct của mình mang lại cho cộng đồng người việt khách hàng của mình mà cũng là một cách mà mình bày tỏ cái lòng biết ơn của mình đối với khách hàng À, thì bây giờ thì chúng tôi à, thêm một chút rất ngắn gọn nữa anh lãng làm sao chúng ta có thể chọn được một tấm nệm cho nó phù hợp với một cái giường hay là với mỗi một người làm sao có bí quyết gì anh chia sẻ không ạ? thì cái mà cái mà mua nệm cũng như mua giày đó hưng yên không thể nào mà lãng đi mua giùm một đôi giày cho hưng yên được hết. tại vì cái đôi chân của hưng yên nó thích hợp như thế nào hưng yên muốn cảm giác như thế nào thì hưng yên phải mang thử vô đúng không? phải đi qua đi lại thậm chí là là nếu mà mình biết cái 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 mẫu đó là nó thích hợp với mình lâu năm rồi thì là mình biết mình tới mình mua y chang cái đó luôn đúng không? thì niệm nó cũng giống y vậy tức là quý vị phải à, hưng yên phải phải tới đây phải nằm thử lên tấm niệm phải lăn qua lăn lại thậm chí nằm nửa tiếng một tiếng thậm chí ngày khác trở lại nằm cũng được nữa rồi quyết định cho chính mình chứ mình không thể nào mình chọn cho ai được một tấm niệm hết. Dạ, vâng. Có nghĩa là đi mua nệm phải tự mình đi mua để chọn cho một tấm nệm đó là cái điều rất quan trọng. Cũng là cũng là vì lý do đó đó Hưng Yên. Cho nên là Lãng trưng bày ở đây tới 50 mẫu nệm khác nhau. Và vâng, kính thưa quý vị thì uh, tiếp nối khi mà sau khi trò chuyện với anh Lãng thì chúng tôi có Bobby là con trai cả của anh Lãng Nguyễn. Uh, trong uh, thời gian này hôm nay thì chúng tôi thấy Bobby cũng rất là năng nổ uh, trong việc giúp uh, bố để mà uh, tiếp xúc uh, trò chuyện với khách hàng cũng như là đặc biệt đi giao hàng. Thì hai uh, Bobby dạ chào anh thì uh, trong tháng vừa rồi là đặc biệt tháng hè thì uh, đã giúp được cho ba uh, những công việc gì tại uh, thương cơ sở thương mại này dạ yeah, uh, một uh, tháng tháng nghỉ là hai hai tháng thôi nhưng mà uh, uh, trong một tháng vừa rồi là em đi uh, giao hàng cho ba uh, tiếp xúc với lại khách hàng tạo một cái uh, niềm tin rồi mang hạnh phúc đến uh, đến mọi nhà luôn không khí mà chia sẻ như vậy thì trong không khí Vu Lan này, Bobby biết ngày Vu Lan Báo Hiếu trong tháng này không? Dạ, uh, Bobby cũng cũng biết nhưng mà không rành không rành lắm về về cái ngày này. Dạ. Ngày Vu Lan Báo Hiếu thì uh, theo Bobby nghĩ rằng là um, làm cái gì là để báo hiếu cho cha mẹ là uh, việc nhỏ nhất mà có nhiều ý nghĩa. Dạ, uh, cái việc mà nhỏ nhất mà có ý nghĩa, dạ, uh, Bobby thích nhất là thứ sáu vật thứ bảy chủ nhật ấy, là rủ ba mẹ đi ăn, dạ, à, tại vì biết khi nào, lúc nào ba mẹ cũng cũng bận hết, á lúc nào cũng có công việc hết, thì uh, Bobby mặc dù biết vậy rồi, Bobby cũng ráng ra nhà hàng rồi gọi nói là con đang ở đây nè, ba mẹ tới đây chơi với con thì thường trong tháng này chúng tôi được biết rằng là công ty Direct có những chương trình promotion rất đặc biệt cho lễ Vu Lan cũng như lễ Labor Day. Thì Bobby là người mà trực tiếp đi giao hàng đó. Thì nhiều người con có mua quà cho bố mẹ không trong dịp lễ này không? Dạ có, dạ có. Hai tuần hai tuần rồi, rồi tới tới ngày hôm nay luôn là rất là nhiều người vô mua mua ghế massage và uh, nệm Kim đan cho uh, ba cho ba với mẹ hôm trước mới đây mẹ Bobby cũng bị bệnh thì Bobby bị đau bị đau bao tử đó thì Bobby ra ngoài Bobby mua da ua, mua bông về để để cái 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 giường đó trên cái nightstand đó là làm cho mẹ Bobby rất là vui tại Bobby nghĩ khi nào mình đau mà mình người đó đau mà mình làm cho họ vui là họ làm cho họ lành mau hơn. Yeah. Kính thưa quý vị thì trong cái vốn tiếng Việt thì không có quá sành sỏi nhưng mà Bobby nói được như vậy thì chúng tôi cảm nhận được cái 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 sự cố gắng của em. À, nhân tiện thì có một cái loại một cái máy mà chúng tôi được biết là công ty Direct có một cái dàn karaoke rất mới và rất giá rất phải chăng chỉ khoảng dưới 1 ngàn thôi nhưng mà chất lượng âm thanh rất mạnh và rất hay và rất chất lượng thì à, Bobby đi giao hàng thì thấy có nhiều đồng hương mình mua cái loại dàn karaoke tại Direct không? dạ có mua rất là nhiều dàn karaoke nhưng mà cái dàn karaoke này là rất còn còn mới lắm và thời gian qua là cũng rất là nhiều người khách hàng vô để thưởng thức cái dàn karaoke này vì uh, nó đẹp rồi cái âm thanh nó rất là hay dạ yeah. Bobby đứng đây uh, là cái một cái T Pro uh, X Aqua uh, cái một cái dàn uh, loa rất là mạnh mười, lên 10.000 mười w luôn um, cái này uh, là rất dễ để mình uh, move À, nếu mà nếu mà mình muốn đi phòng này qua phòng kia trong nhà là nó có bánh xe, có thể mình đẩy được luôn. Rồi à, nó chỉ có một dây điện thôi là rất là dễ cắm. Dạ, rồi bây giờ Bobby sẽ hát vài câu để mình thử uh, uh, coi cái âm thanh nó mạnh uh, đến cỡ nào. Còn... Bao giờ vâng kính thưa quý vị thì hôm nay chúng tôi xuống phố Beola thực sự là rất là tâm đắc À, rất là thích khi có một cái tin tức mới trong dịp lễ này để mà chia sẻ công ty Direct miễn thuế hơn 8% và trả góp không tiền lời trong 48 tháng đặc biệt là có tặng cái xích đu rất là đẹp và rất là hiện đại và thêm những cái cover tấm nệm nữa à, chúng ta và gối nữa có nhiều món quà trong ngày lễ này thì à, chúng tôi chia sẻ với quý vị quý vị định hỏi thẳng cho công ty Direct để có thêm những cái thông tin cũng như là có những chương trình khuyến mãi rất đặc biệt trong dịp lễ này